Em xin chào toàn thể các bác, các cô, chú, anh chị và các bạn đến với shop Lăn Rừng Hoàng Nhung tại Hải Dương ạ. Hôm nay là phiên buổi trưa ngày 9 tháng 3 năm 2022. Chúc các bác một buổi trưa vui vẻ. Và hai số điện thoại vẫn thường liên hệ của cơ sở em đó là 0393 99 8895 và số điện thoại thứ hai là 0966 121377 ạ. Địa chỉ ở nhà em ở chỗ khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương nhé. Các bác đến xem hàng thì các bác tìm đến chỗ ngay cổng sau bệnh viện Đa khoa Gia Lộc hoặc là tìm ngay chân cầu cao tốc Hà Nội Hải Phòng Hải Dương nhé. Nhà em thì ở ngoài mặt đường, cách mặt đường cách chân cầu cao tốc thì tầm khoảng có gần một cây thôi ạ. Và phiên buổi trưa ngày hôm nay thì nhà em về rất là nhiều mặt hàng, gặp bến hàng Lan Rừng và hàng Lan Thuần nhé. Đấy, cực kỳ nhiều luôn mọi người ơi. Và giá báo trên video là giá chưa bao gồm tiền cước, thì các bác đặt hàng vui lòng thanh toán tiền hàng và tiền cước cho bên vận chuyển ạ. Có một số mặt hàng em sẽ có chương trình bao ship riêng. Và trước khi đi qua thì em xin điểm qua một số loại hàng lan nhà em có nhé. Hàng lan thì nhà em cực kỳ nhiều dendro nắng. Bộ dendro nắng bây giờ nhà em có còn gần 7, gần tức là hơn 30 loại. Và đang có chương trình làm giảm 10.000 đồng một cây và mua 10 cây vẫn được bao phí ship. Ví dụ như là ngày xưa các bác mua là 70.000 đồng một cây ấy, thì bây giờ chỉ có mua 60.000 đồng một cây thôi và mua 10 cây thì vẫn được bao phí ship. Đó, chương trình đợt này đám giá yêu thương rất là nhiều nhé mọi người ơi. Và đen đô nắng thì em có một cái video buổi sáng là em có quay từng dòng và có cho mọi người xem mặt hoa, thì mọi người có thể là lựa chọn qua các video đó thì nó rất là dễ hơn. Còn các video này thì em sẽ đi qua các mặt hàng lan rừng và mặt hàng lan thuần và các mặt hàng lan lẻ nhé. Thì ngoài ra ngoài ra em cũng có cung cấp và bán các chế phẩm vật tư phân thuốc dành cho hoa lan. Đây, chế phẩm vật tư phân thuốc mọi người đặt hàng thì mọi người thể đặt kèm cùng này. Đầu xuân thì mọi người sang chậu hay là kích kỳ cũng khá là nhiều, với kích dễ nên thời điểm này thì thùng thuốc thang cũng rất là hợp lý. Kích dễ nhà em thì có kích dễ này N3M Hùng Nguyễn 25.000 đồng một lọ, rồi Acerut và Ogre Home, rồi Terasort, rồi Biorut, Rooting Power, rất là nhiều mặt hàng phân thuốc nhá. Đấy, rồi phân bón lá, phân tan chậm, rồi Super Thai. Đấy, rất là nhiều, đấy mọi người yên tâm. Phân dê, rêu rừng, túi lưới được phân nhà em cũng có cung cấp đầy đủ ạ. Đấy, mọi người có thể đặt kèm phân lúc đặt hàng thì đặt kèm này, hoặc là các bác muốn mua phân thuốc gì có thể báo em sẽ tư vấn ạ. Nhà em thì cung cấp phân thuốc thì cũng khá là đầy đủ ạ. Và trước khi đi qua các mặt hàng lan rừng ấy thì em xin giới thiệu qua mọi người một cái bộ phun xương tưới nhà em đang bán. Bộ phun xương này đang có giá là 450.000, cước là 35.000. Một bộ như vậy thì sẽ gồm có một bảng điện, gồm có cục đuổi nguồn và cục motor. Sẽ có một đầu dây ống chõ để hút nước này, kèm đầu lọc rác cho mình. Dây nước thì sẽ là có 10 mét dây. Và cái cần này thì sẽ là cần rút ra rút vào, có thể là kéo dài đến gần 3 mét. Mình dùng bao nhiêu thì mình rút bấy nhiêu. Đó, rất là tiện lợi. Cái bát phun xương là bát phun xương 8 lỗ nhé, phun tỏa ra cái lượng nước rất là phù hợp, với cả là nó nhẹ cho anh không ảnh hưởng đến tàn lá gì cả. Em có tặng kèm cho mọi người là một cái bát phun thuốc này. Thời điểm này mọi người phun thuốc cũng khá là nhiều. Phun thuốc cái bộ này thì quá là tiện lợi luôn, bởi vì thứ nhất là tiết kiệm cái thuốc, và thứ hai là tán đều thuốc trên cây của mình, thứ ba là cái cần này này nó có thể kéo dài ra thì mình sẽ phun tránh được phân thuốc dính vào người mình, rất là đảm bảo sức khỏe cho mọi người ạ. Và bộ phun xương này thì mọi người chỉ việc cắm và sử dụng thôi, rất là tiện lợi nhé. Cho nên là mọi người cứ mua cho tặng ông bà hay là bố mẹ hay là các người già thì cũng rất là dễ dùng thôi. Đó, bộ phun xương này là 450.000 nhé, 450.000 chưa cước. Đó, nhà em vẫn đang cung cấp đi đầu xuân, mọi người dùng khá là nhiều, đầu phun tưới cây rất là nhiều ạ. 450.000 bộ phun tưới hoa lan ạ. Và bộ tiêu chuẩn đó thì sẽ là 10 mét dây. Nếu mà các bác nào vườn dài vườn rộng, các bác muốn mua thêm ấy thì cứ 10.000 đồng mét dây. Có bộ 15m, 20m cho mọi người sử dụng rất là tiện lợi ạ. Còn cái cục motor ấy thì nhà em bảo hành trong vòng 3 tháng, nhưng trong quá trình sử dụng cục motor là cục này này, trong quá trình sử dụng mình có vấn đề gì thì mình cứ báo bên em, bên em sẽ có anh kỹ thuật hỗ trợ mình qua Zalo nhé. Nói chung là hàng thì vẫn có hàng, bởi vì hàng kỹ thuật nên vẫn có bị lỗi, cho nên là được cái này bên em có cái chế độ bảo hành hỗ trợ của mình qua Zalo rất là tiện ạ. Đó,
hàng 100 máy thì như là vẫn sẽ dính 1-2 máy là như vậy. Và sau đây em xin điểm qua bảo giá mặt hàng lan nhà hôm nay em có nhé. Hôm nay cập đến một lô lan rừng rất là đẹp luôn. Đây đầu tiên giới thiệu cho mọi người là quế trắng tháng 8. Quế trắng tháng 8. Hôm nay về một lô tầm khoảng 20 cân thôi, số lượng cũng không có nhiều. Quế trắng tháng 8 hàng lá xếp như vậy nhé. Đây, hàng rừng bây giờ thực sự là không còn cái to đâu. Chùm hàng cây vừa vừa như vậy này, hàng vừa vừa cây như vậy. Đấy, hàng quế xếp rất là đẹp nhé. Hoa quế trắng tháng 8, hoa rất là thơm. Quế lan hương ấy, hay còn gọi là quế lan hương đấy, hoa rất là thơm và vòi hoa dài nhá. Đấy. Đây, cho mọi người xem, vòi hoa năm ngoái nó còn dài đây lại còn đứt rồi ấy. Đấy, nên quả luôn. Quế trắng tháng 8 em bán là 580.000 đồng một cân, 580.000 đồng một cân. Một cân của nó cũng khá là nhiều. Đây là các bác mua một cân để kết được một giò to. Đẹp luôn đấy ạ. 580.000 cân quế xếp tháng 8 nhé. Đây cho mọi người xem, đợt này cây vẻ đẹp, hàng cắt tỉa gọn gàng rồi ạ. Thì này cũng là gọn gàng ấy. Nói thật với các bác là về dân họ rất là nhiều dễ, bên em một cắt tỉa gọn gàng cho mình rồi. Cho nên về các bác thì việc ghép thôi, cái giống này rất là dễ chăm rồi. Hoa thơm dễ chăm, dễ ghép. Các bác là mới chơi mà rồi hôm này cũng rất là dễ này. Đấy, 580.000 đồng một cân quế xếp tháng 8 nhé, quế trắng tháng 8 ạ. Còn đây là cũng là dòng quế tháng 8 này. Nếu mà các bác nào không ưa chuộng và không chơi lá thì các bác có thể mua dòng này, hoa thì y chang nhau thôi. Đây các bác ơi, xem vòi hoa năm trước này rất là dài luôn. Vòi hoa dài mà đẹp nữa. Hàng quế lướt tháng 8, đây gọi là quế lướt. Đấy, quế lướt em bán là 280.000 đồng một cân nhé, 280 một cân. Đâu đó chỉ còn có 5 cân thì thôi. Đấy. Cái này ghép trụ, ghép cây thì vẻ quá là mê luôn đấy ạ. 580.000 đồng một cân, quế lướt tháng 8 này. À 280 một cân. Quế lướt ạ. Tiếp theo em vừa gặp đến một lô kiểu tím này, kiểu tím miền Trung. Ôi hàng đợt này về cây rất là đẹp nhá. Cây nó lùn lùn như vậy này, có những cái cây thân dài. Các bác còn muốn lấy cây thân dài hay là cây lùn thì các bác báo em. Đấy. Kiểu tím miền Trung em bán là 380.000 đồng một cân. Đấy, hàng kiểu tím lá dày. Lá dày lắm mọi người ạ. Đó. Hàng đầu xuân về rất là đẹp ạ. 380.000 đồng một cân quế kiểu tím miền Trung ạ. Đây có một cái dề này. Có một cái dề này là dề hôm qua cân là 2 cân rưỡi rồi, hôm qua cân, nay cân là còn 2 cân mốt, tính là 350 một cân. Nhìn kia là 10 cân. Dề này rất là khỏe mọi người. Thân của nó rất là mập này, bản lá tròn dài dày. Đây, bản lá này là bản lá rừng, nó hơi bẩn mọi người, về mọi người lau qua. Đấy, cái dề này là tính 2 cân mốt. 2 cân mốt gọi là tính gọi là 2 cân đi. Hay dề này 700.000 nhé, bác lấy cái dề này thì bác báo em này. 700.000 cái dề này. Dề này thì nó thực sự là rất là hao luôn ấy, bởi vì em không tưới nước. Mà các bác biết rồi, thường từng thì bên em không bao giờ tưới nước đi cho mọi người cho mọi người yên tâm nhé. Chứ còn một số bác thì mọi người cứ bảo là trước khi gửi hàng tưới nước cho anh ấy. Thực sự gửi hàng đi mà tưới nước vào thì rồi cân cho bọn em thật, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến cây cối cho mọi người. Có thể là trong các bác miền Nam thì dễ bị thối nhũ nữa. Đấy, cho nên là bên em sẽ không có tưới nước hay gì đâu ạ. Đấy, về nhận hàng có thể hơi khô một xíu, nhưng mà mọi người về ngâm kích dễ hay là ngâm B1 ngâm nước thì cây nó xanh mượt trở lại nhá. Đây, có cả thân thân dài kiểu tím đây. 380.000 đồng một cân này. Đấy, kiểu tím hôm nay về rất là mê đẹp nhá. 380 một cân, thân mập. Tiếp theo về cập bến được một lô sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên, hàng cây thân mập này, hàng có những cái thân dài này. Nếu bác nào lấy thì đang nụ nữa. Đấy, bác nào muốn cái lấy dè khóm như nào thì các bác bảo em nhé. Có hàng thân lùn lùn khóm khóm như vậy này, ghép trụ rất là đẹp. Hàng thân dài ghép chậu thì nó đẹp hơn. Đó, 200.000 đồng một cân sơn thủy tiên ạ. Tiếp theo là lan thanh duyên ạ. Lan thanh duyên là 130.000 đồng một cân. Đấy, một cân cũng khá là nhiều. Thanh duyên lâu lắm về được một lô thanh duyên đấy ạ. Hàng này hoa nó hơi cam cam, rất là đẹp nhá. À, thông báo là mọi người là nhà em cũng có bán lẻ. Ví dụ là các bác mua tầm khoảng 50.000 một bó ấy, mấy cái hàng này ấy, thì em sẽ nhặt được. Bán từ 50.000 một bó để sưu tầm cho mọi người. Tiếp theo là kiếm tiên vũ hàng rừng. Kiếm tiên vũ hàng rừng 130.000 đồng một cân, có tầm khoảng đâu đó 4 cân thôi. 130.000 đồng một cân ạ. Cho các bác phải luyện kiếm này. Về bắt sổ số 130.000 đồng một cân, 50.000 đồng một lạng này. Về đồng lô hoàng thảo vảy rồng này, hoàng thảo vảy rồng
về từng khóm như vậy là rất là dễ kép lên thụ mọi người nhé. Đấy, hàng dài về rồng rất là dễ chăm. 150.000 đồng một cân. Đây đang lên mầm này. Đang lên mầm rất là khỏe đẹp. 150.000 đồng một cân. Hoàng thảo vảy rồng ạ. Tiếp theo là vừa cập bến thêm một lô hoàng thảo xoắn nhá. Hoàng thảo xoắn đợt này thì đang đến mùa hoa rồi mọi người ơi. Đây, có những cái thân như cái rề này thì đang nở hoa trước rồi. Có những cái rề chưa nở hoa. Đấy, hoàng thảo xoắn như vậy. Hoàng thảo xoắn là bán là 350.000 đồng một cân hoàng thảo xoắn ạ. 350.000 đồng một cân nhé. Hàng từng khóm như vậy này, 50.000 đồng một bó hàng sưu tầm. Đấy, hàng đang những cái rề nó đang chưa ra hoa đây. Mọi người về để dăm xuống lá ra hoa. Rề là quá là mê luôn. Đây. Hoa hoàng thảo xoắn quay cho mọi người xem cho rõ này. Đấy, có cái rề này đang nụ hoa. Tớ mình đang xuống lá ra hoa. Hoa hoàng thảo xoắn thì thực sự rất là đặc biệt luôn. Nếu mà các bác biết về cái độ nếu mà sai hoa như vậy này, tí cứ rề to. Hoa quá là mê luôn đấy ạ. Giống hoa lan, hoa xoắn là rất là đẹp và nó hiếm. Đấy. 350.000 đồng một cân hoàng thảo xoắn nhé. Đây có một cái rề này. Đây bác lấy rề này em tính giá hàng cân này. Đấy có những cái thân đang ra hoa này. Đấy còn nguồn thân đang ra hoa. Đấy, rất là đẹp. Hoa của nó đây. Khuôn hoa thì đây nó không được, nó không còn được giữ khuôn hoa như nó căng mọng được cho mọi người đấy. Có một rề là ra hoa là rất là đẹp nhá. Đấy em có một cái hai cái rề hoàng thảo xoắn to khủng như vậy này đó. Rề này em ký hiệu là rề A9 790.000. Đấy hai cái rề này thân rất là nhiều, đang chuẩn bị xuống lá ra hoa thôi. Đây đang xuống lá đây. Đấy tối nay thì các bác về các bác chơi thì chắc chắn là chơi hoa như tại nhà mình luôn. Đấy không sẽ giữ được khuôn bông. Nguyên một cái rề hoàng thảo xoắn này 790.000 nhé. Có hai cái rề này em sẽ bao phí ship nếu bác vào lấy này. 790.000. Rề to đẹp luôn ạ. Rề số 2 là rề A10. Rề A10 1.350.000. Rề này rất là nhiều thân to, nhiều hơn đây. Rề to khỏe, hàng xuống lá cũng khá là nhiều rồi, đang xuống lá này. Đang bị ra hoa sắp tới. Thì đang còn những cái thân đang xuống bắt nụ rồi. Đó. 1.350.000 có hai rề to thôi ạ. Đấy bác là lấy hai cái rề này thì em bao phí ship cho mọi người. Đấy, có hai rề thôi. Còn hàng cân là 350 một ký. Tính theo giá hàng cân thì em tính như giá hàng cân ấy như mọi người ạ. Hoa hoàng thảo xoắn rất là thơm đẹp luôn. A11 này, A11 210.000. Có một khóm cho bác ở sưu tầm. 210. Đang xuống lá bị ra hoa hoàng thảo xoắn. A12 220.000. Đây. Đấy đang nụ rồi này. Đấy, vậy các bác chơi cái hoàng chưa nụ như vậy thì sẽ chưa được hoa luôn tại nhà mình, rất là đẹp ạ. 350.000 đồng một cân nhá. Đấy 50.000 đồng một bó ạ. Tiếp theo về một thêm một lô hoàng thảo vôi hoa trắng tím hoa thơm ạ. Đấy hàng thảo vôi, hoa giống này thì nó là rất là dễ chăm luôn. Hoàng thảo vôi này, hạc vĩ này, đấy, long tu mấy cái dòng thuộc dòng thân thống với nhau ấy thì rất là dễ chăm, dễ trồng, hoa thơm nữa. Đây hoa hoàng thảo vôi, hoa của nó là họng tím tím nữa. Hoàng thảo vôi bán là 230.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Ý thảo ba màu ạ. 170.000 đồng một cân, 170.000 đồng một cân. 50.000 đồng một bó, hàng từng khóm như vậy rất là dễ ghép nhé. Đây, từng khóm rất là dễ ghép như vậy cho mọi người. Đấy, đang ở dưới gốc đang lên mầm rồi. Hàng này ấy, tất cả hàng rừng về mọi người chỉ giữ ẩm ở gốc thôi là nó lên mầm rất là dễ luôn. Đó, hàng các bác nhận hàng có thể cây hơi khô khô như vậy nhưng mà hàng lăn rừng ấy thì sức sống rất là mãnh liệt. Đấy, ra hoa thì rất là đẹp luôn. Đó, thấy đang nụ rồi. Đầu xuân thì hàng lan rừng hoa rất là nhiều nụ cho mọi người yên tâm. Trồng hoa thời điểm này thì rất là chơi hoa luôn. Sau đó hết hoa thì mọi người sẽ lên mầm. Tiếp theo là long tu đá tím này. Long tu đá tím 180.000 đồng một cân. Thân dài đẹp hoa thơm luôn nhé. Đây long tu đá tím để cho mọi người xem mặt bông. Long tu đá tím hoa thơm. Cánh cái khuôn bông của nó hơi tròn tròn đấy. Hoa rất là đặc biệt. Đây. Tím này nó bị nhạt màu do vận chuyển về đây. Đây là khuôn bông của nó. Hoa rất là đẹp nhé. Long tu đá tím này. Đó, hoa thơm. 180.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Chuỗi ngọc, hoàng thảo chuỗi ngọc. Đó, một xuồng lá thì ra hoa rồi.
Thảo chuối ngọc 200.000 đồng một cân ạ. 50.000 đồng một bó. Đây đang ra hoa, đang bị ra hoa rồi. Đang xuống đang ra hoa. Ngọc thạch ba màu. Ngọc thạch ba màu 170.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó ạ. Đây đang lên bầm ở dưới gốc rồi. Đấy dễ. Nhà em để ở nhà thôi, không khí nữa mà ẩm mết thì đã lên bầm như vậy rồi. 170.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó này. Trồn tím hay còn gọi là cáo đỏ 240.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Đâu đó còn tầm khoảng 2-3 cân thôi ạ. Tiếp theo là lan cành dao ạ, 160.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Cái giống này thì các bác rất là dễ chăm luôn. Giống này nó như cả là nó họ hàng với cả Phượng Vĩ ấy. Cho nên là các bác về các bác cứ buộc vào gốc cây giữ ẩm ở buộc cùng với sơ dừa ấy, rất là dễ chăm. Đấy giống này, hàng thân ăn xương ăn gió, rất là đẹp, hoa rất khuôn bông, hoa rất là to nhá. 160.000 đồng một cân ạ. Tiếp theo là hạc vĩ này. Hạc vĩ 180.000 đồng một cân, mua 50.000 đồng một bó. Về các bác 50.000 cũng khá là nhiều. Giống này nó nhẹ ấy, cho nên là các bác về mua cũng khá là nhiều. Gốc của nó về các bác giữ ẩm ở dưới gốc và cách mầm lên. Đấy, hàng hạc vĩ rất là dễ chăm. Nhìn cây nó thân khô, nếu mà các bác nào mới chơi nhìn cây khô sẽ nghĩ gì cả như rất là khó chăm ấy, nhưng mà giống hạc vĩ này phải nói là rất là dễ. Ai trồng cũng đấy, không có hàng không còn phân thuốc của nó cũng lên ầm ầm ấy ạ. Đấy giống này rất là dễ. 180.000 đồng một cân hạc vĩ ạ. Tiếp theo là hải yến, hải yến lá sét 150.000 đồng một cân hải yến lá sét này. Đây. Bồi hoa năm ngoái này. Bồi hoa rất là dài đẹp nhá. Một này. 150.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp sáp, kim điệp thơm đấy ạ. Giống này thì hoa cánh sáp và rất là bền hoa. Một đặc điểm của giống này nữa là nó còn ra hoa ở các thân già nữa, cho mọi người yên tâm là các thân già nó sẽ vẫn ra hoa được bình thường ở các mắt khác nhá. Đó. Hạt 200.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó ạ. Hàng sưu tầm rất là thơm luôn. Hoa giống này phải nói là các bác ghép một giò này đứng ở đầu gió thôi phải nói là mê ly luôn. Sắp tới đang mùa hoa rồi nhá. Kim điệp thơm 200.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó này. Kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy này. 150.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Đấy, từng khóm mà rất là dễ ghép này. Đấy, hàng này em có cả hàng thuần nhá. Em có cả chậu thuần đấy, các bác nào muốn mua chậu thuần thì cũng có ạ. 150.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó này. Hoàng thảo đùi gà dẹt Tây Bắc này. Đùi gà dẹt Tây Bắc 200.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Đấy, hàng thì đang xuống lá ra, chuẩn bị ra hoa rồi này. Đấy, đang nụ rồi, đang nụ. Hàng hoa tím đậm luôn nhá. Đấy, hoàng Tây Bắc hoa tím đậm luôn, 200.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó này. Hoàng lạp. Hoàng lạp thì còn đâu đó tầm khoảng 1 cân hơn, 150.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Báo hỷ 130.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó báo hỷ ạ. Đây mầm đang lên này, giữ ẩm rất là dễ. Ý ngọc này, ý ngọc 170 một cân. Hoàng thảo ý ngọc 170 một cân, 50.000 đồng một bó ạ. Hoàng thảo trầm vàng hoa thơm ạ, 400.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Đấy, hàng này một cân cũng khá là nhiều, mọi người có thể là mọi người sưu tầm 2-3 lạng về trồng ạ. Còn đây là hoàng thảo Trần Tuấn này. Hoàng thảo Trần Tuấn là 1.160.000 đồng một lạng. Đấy, một lạng hàng này thuộc top hàng sưu tầm. Đấy. Top 110 hoa lan hoa đẹp đấy ạ. Đấy, khuôn bông của nó là rất là độc đáo và lạ nhá. Hoàng thảo Trần Tuấn. Giống này giống sưu tầm mọi người sưu tầm 1-2 lạng về trồng cũng được. Một lạng cũng kết được một giò xinh xinh đẹp rồi. 160.000 đồng một lạng nhá. Đấy, hoàng thảo Trần Tuấn này đang xuống lá hết rồi. Đang xuống lá bị ra hoa. Đây, nhưng cây này đang xuống lá ra hoa rồi này. Đó, từng khóm như vậy. Từng khóm như vậy. Hàng này em bán từ một lạng trở lên nhá. Tiếp theo đó là trầm tím. Trầm tím rừng Lào. Trầm tím rừng Lào 150.000 đồng một lạng ạ. Đấy, 150.000 đồng một lạng hoa trầm tím rồi, nó hoa siêu thơm mà tím đậm luôn đấy ạ. Đấy. Cho nên là giá thành thì mọi người đừng so sánh trầm tím với cả trầm Myanmar, trầm Lào bao giờ cũng sẽ là đắt hơn, với cả hoa nó đẹp hơn, thơm hơn so với trầm Myanmar.
Em có một số khóm hoàng thảo Trần Tuấn này, hàng khóm này luôn là nguyên một rễ, mọi người về chỉ cần trồng lên chậu luôn thôi. Đấy, về giữ kích mầm cắt tỉa qua rễ là trồng lên chậu rất là đẹp. Hoa đang xuống lá vì ra hoa nhá. Đấy, mấy cái thân tôi đang xuống lá hết rồi. Đấy, hình số 1 170.000 này, nguyên một rễ. Không tách lẻ gì cả, mọi người về trồng rất là dễ này. 170.000. Hình số 2 170.000. Đấy, rễ này đang xuống hết lá rồi. Đây đang xuống bắt nụ rồi. Đang xuống bắt nụ rồi mọi người ạ. Đây đang xuống bắt nụ. Xuống bắt nụ là mọi người về, mọi người trồng nó dễ hơn. Hoa nó sẽ được phun hoa tại nhà mình. Hình số 4 100.000. Hình 4 100.000. Đây, thần tờ xuống hết lá rồi. Hình số 5 150.000. 150.000 hình số 5. Hình số 6 xuống hết lá, đang nụ to rõ ràng luôn rồi này. Đây đang nụ rõ ràng. Đấy, khai thác về nguyên của còn nguyên cái bộ rễ này như kiểu nguyên bản ấy nhỉ. Hình số 6 200.000. Đây, mầm đang lên. Hình số 7 200.000. Hình số 8 100.000. Một khóm xinh xinh cho các bác sưu tầm. Hình số 10 à, hình số 9 170.000. Thần mập chưa? Trời ơi, mập dã man luôn đấy ạ. Và hình 11 220.000. Nguyên một cái rễ này như một nguyên bản này, ngồi khai thác 220.000. Đấy, đang nụ hoa rồi. Hoàng thảo Trần Tuấn. Em có một cái rễ, em có một rễ chuối ngọc nhá. Rễ chuối ngọc 140.000, hình số A8 140.000. Đùi gà dẹt A17 hai rề hoa tím đậm đang nụ này, hoa tím đậm 110.000 này. A18 hai rề ngọc thạch đang lên mầm rất là khỏe đẹp, xuống lá bị ra hoa thân vàng óng mập chưa. Đấy, A18 100.000. A19 90.000, một bó lông tu đá trắng, một bó lông tu đá tím, lông tu đá tím ạ, hoa thơm 90.000. Và A20 một bó 100.000 hoàng thảo vôi đang nụ chuẩn bị ra hoa mầm dưới gốc đây. Đấy, về ghép được một giò sưu tầm rất là đẹp ạ. Tiếp theo em xin phép đi qua mọi người cái mặt hàng lan thuần nhé, hàng hoàng thảo kèn nữa, quên mất hoàng thảo kèn để trên đây. Hoàng thảo kèn 55.000 đồng một lạng, 550.000 đồng một cân. Hoàng thảo kèn này, hàng này hàng bóc vườn, hoa tím đậm luôn nhé. Hôm nọ có bông hoa đây rồi, cho khách lấy rồi. Hoa tím đậm, đây đang nụ rồi, hoàng thảo kèn hoàng đang nụ hết rồi ạ. 55.000 đồng một lạng, 550.000 đồng một cân ạ. Tiếp theo xin giới thiệu cho mọi người là các hàng mặt hàng lan thuần hôm nay nhà em có này. Các mặt đầu tiên là giới thiệu là lan thiên nga. Thiên nga lần này em về củ to rất là đẹp nhé, hàng cây trưởng thành rồi ạ. Thiên nga bộ to, thiên nga cây to, thiên nga củ trưởng thành củ to như vậy anh em có 4 màu nhé, có màu xanh này, màu đen, màu đỏ đốm và màu nâu. Đấy, củ xanh rất là to đẹp này, cây xanh to đẹp chưa. 150.000 đồng một củ, bác là mua một bộ thiên nga sẽ bao phí ship nhé. Mua một bộ thiên nga sẽ bao phí ship màu nâu này. Đấy, màu nâu, màu nâu nhiều củ hơn, cây rất là đẹp này, nâu này. Cây này là cây đủ trưởng thành ra hoa rồi mọi người nhé. Nâu này, màu đỏ đốm. Đây vẫn là nâu, nâu của khách chọn. Đỏ đốm này, đỏ đốm. Nó gồm là màu đen. Thiên nga đen cây đó nhỏ hơn, nhưng mà hoa thiên nga đen thì ngọc sẽ đen ấy. Thiên nga đen, ngọc sẽ đen nó sẽ hiếm hơn ạ, ít hơn. Đấy, giống này thì sẽ xuống lá sẽ ra hoa nhé. Đây cái lá gốc đến nơi mọi người, lá gốc củ trưởng thành, lá gốc màu vàng thì có bác thật ra hộ em không vấn đề gì đâu ạ. Thấy thiên nga ở đó còn xuống lá đây, củ tơ đây, củ tơ hết này. Đấy, nó xuống lá này ra hoa. 150.000 đồng một chậu. Mua một bộ 4 chậu sẽ được bao phí ship nhé. Tiếp theo là các bộ kiếm giống nhà em. Kiếm giống nhà em thì có gồm có 10 mã và 35.000 đồng một gốc. 10 mã 10 chậu thì các bác mua sẽ được bao phí ship, một bộ sẽ là một bộ sẽ là 350.000. Đấy, hàng kiếm giống đợt này nhà em về cây rất là to và đẹp nhá. Đây.
cây rất là khỏe luôn. Bác nào nhận hàng về các bác cũng khen và cây nó bảo là không nghĩ là cây nó sẽ to như vậy. Đây, một củ một gốc như vậy sẽ là 35.000 này, 35.000 đồng một cây. Hàng cây kiếm. Mã thì hàng này hàng là gieo vườn gieo hạt tại Việt Nam, hàng mã kiếm gieo hạt tại Việt Nam này. Có 10 mã, mã số 1 là Phan Chí, mã số 2 là Xanh Huế, mã 3 là Vị Hoàng, mã 4 là vàng vàng Tây Ninh, mã 5 là vàng Củ Chi, mã 6 sẽ là Khang Hồng Kiếm và mã 7 là Hồng Vân Giang. Mã 8 là Mai Tiên Vũ này, mã 9 là Bạch Ngọc với cả mã 10 là Hoàng Đế Bà La. Đấy có 10 mã kiếm. Em gửi đi hàng vườn về họ cũng đánh dấu cho mình cho nên em sẽ ghi mã cho mình cho lên các chậu cho mọi người nhé. Đấy 35.000 đồng một cây, mua một bộ sẽ được bao phí ship. Một bộ là 350.000 được bao phí ship. Đấy, số lượng cũng không còn nhiều, bên vườn thì còn có tầm khoảng mấy chục cây nữa thôi. Tầm khoảng gần 100 cây. Đấy. Hàng kiếm giống. Đây. Mã 6, mã 7 đi ạ. Cây rất là khỏe đẹp nhé mọi người ạ. 35.000 đồng một cốc. Hàng kiếm chung hay kiếm nhỡ nhà em thì gồm có 7 loại thôi. Kiếm nhỡ thì 60.000 đồng một cốc, mua 7 cốc là 420.000 sẽ được bao phí ship nhé. Đây bao phí ship toàn quốc. Hàng kiếm giống thì kiếm nhỡ này thì cây sẽ to hơn, bản lá to hơn là cây cây chỉ có thường sẽ là một tép với cả là một vài cây mầm con đấy thôi. Đấy, thường sẽ là một tép cây đẹp nhé. Đây bản lá to. Cây đẹp mà 60.000 đồng một cốc, mua 7 cốc là 7 loại là 420 được bao phí ship này. Có 7 mã như là mã 1 là Phan Chí, mã 2 là Xanh Huế, mã 3 Vị Hoàng, mã 4 là Vàng Đất Thép. Đây mã 4 Vàng Đất Thép này. Mã 5 là Hoàng Đế An Ba, Hoàng Đế An Ba và Hoàng Đế Bà La hai loại khác nhau nhé. Mã 5, mã 6 là Mai Tiên Vũ và mã 7 là Thanh Chuyên Kiếm. Đó. Có một số loại hai mã nó giống nhau và có một số loại nó sẽ khác nhau cho mọi người. Đấy cho mọi người sưu tầm ạ. Tiếp theo là các chậu đen rô mắt đen này, đen rô mắt đen hàng đang trừ xương lá bị ra hoa này, 350.000 đồng một chậu. Ưu đãi chương trình hôm nay là các bác là mua hai chậu trở lên sẽ được bao phí ship nhé. 350.000 đồng một chậu, hàng đang nụ rồi. Đấy cây hàng này thì rất là khỏe luôn mọi người ạ. Đó. Các bác mua một chậu. Đây các bác mua một chậu về quá là mê luôn, hàng bên vườn em rất là nhiều nhá. Hàng ở đen rô mắt đen bởi vì cái giống này thì hoa rất là đẹp, đang đến mùa của nó là đang chuẩn bị đến mùa hoa cho nên là mọi người sưu tầm giống này rất là nhiều. 350.000 đồng một chậu, mua hai chậu được bao phí ship nhá. Loại kiếm thì nhà em có cả hàng kiếm to nhá, kiếm to thì em chỉ có 3 mã thôi, Phan Chí, Xanh Huế và Vị Hoàng thôi ạ. 220 một chậu. 220 một chậu, mua từ 3 chậu trở lên sẽ được bao phí ship giống này. 220 một bộ của nó 3 mã thì được bao phí ship. Tiếp theo là các chậu chuỗi ngọc này, có chậu chuỗi ngọc hàng thuần. Hàng chuỗi ngọc nó đang chuẩn bị sưng mắt nụ ra hoa rồi mọi người ạ. Đấy chậu nào đấy là đang sưng mắt nụ ra hoa, đấy mầm dưới gốc đang lên tua tủa rồi. Đấy giống này thì ra người ta thuần vườn hơn 2 năm rồi mọi người ạ. Đấy 170.000 đồng một chậu, 170.000 đồng một chậu. Chuỗi ngọc hàng thuần nhá. Còn đây là hoàng phi hạc. Tiếp theo là các mã hoàng phi hạc này. Hoàng phi hạc ở mùa này đang đang mùa hoa. Nói chung là đầu xuân mùa hoa của nên của hoa rất là nhiều cho nên mọi người tầm thời điểm mùa xuân rất là thích trồng cây. Mã này em đọc không theo đúng mã nhé. Mã này mã P6 này 240.000 một chậu hoàng phi hạc. Hoa đang sưng lên rồi, hoa đang nụ to rõ ràng rồi này. Đây hàng thân tơ nó rất là nhiều nhá. Đấy một chậu 240.000. Hình đây là mã P6 240.000. Mã P5 230.000. Mã P5 230.000 này. Đây hàng nào chỗ đấy đều có đang lên hoa rồi. Tiếp theo là mã P2 250.000. Chỗ này rồi mọi người ơi. Mầm nó đang lên thì các bác nhìn rõ không ạ? Đó. Hàng thuần này thuần hơn 2 năm rồi, vườn thuần rất là dễ chăm nhé giống này. Về các bác chỉ việc treo và chơi hoa thôi. Đấy, thời điểm này các bác đi tặng cũng rất là hợp lý. Mã P1 200.000. Mã P1 200.000. Hoàng phi hạc nhá. Tiếp theo là mã P7. B7 250.000. B7 250.000 này. Đấy. Hàng còn thân tơ thân già đang nụ hoa rõ ràng rồi. Đấy hoàng phi hạc này các bác biết rồi, hàng phi hạc có rất là nhiều mặt hoa. Hiện tại như hàng rừng hay là tầm khoảng 3 mặt hoa rồi cơ ạ.
Tiếp theo là mã. Tiếp theo là mã P10 240.000, mã P10 240.000. Đây hoa hồng vị hạc này. Đang rõ rồi này. P9 220.000, P9 220.000. Hoa của nó rất là to nhé, khuôn hoa to. P4 220.000, đây đang nụ hoa rồi. Để về các bác chơi luôn, hàng này mới nở. Đây mới nở nó hơi xanh 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 cốm mà, sau nở căng ra. Và chậu cuối cùng P8 250.000. Đấy chậu này lùn lùn, rất là nhiều thân. P3 260.000. Đây. Ủa, chậu này đẹp chưa? Thân dài đẹp, sẽ có 260.000. Chậu này quá là mê. P3 260. Đấy đang nụ hoa to này, về các bác chơi luôn. Đấy. Hàng đóng bảo đi, đảm bảo cho mọi người. Tiếp theo là dendro tím chớp này. Dendro tím chớp 220.000 đồng một chậu. Mỗi chậu như vậy sẽ là thường có hai thân, một thân dài đang thắt ngọn và chuẩn bị ra hoa, còn một thân này thân thân tơ đang đi lên này. Đấy mầm gốc cây rất là khỏe nhá. 220 một chậu. Đấy hàng đang sưng mắt nụ với ra hoa rồi mọi người ơi. Hàng đen tô tím chớp đây, đây quay cho mọi người xem mặt hoa tại thực tế tại vườn luôn nhá. Bây giờ nó đang có dấu hiệu tàn thôi chứ còn hàng này em thật sự với các bác là nó nở tầm khoảng hơn nửa tháng rồi nhà em rồi và vẫn chưa giờ hôm nay mới thấy dấu hiệu tàn đi ạ. Đấy khuôn bông của nó. Đây khuôn bông của nó rất là đẹp nhất, đen tô tím chớp. Hàng cánh này nó sẽ đi lên nữa này. Tím viền ngoài là màu tím nó chớp và cái họng của nó, mắt của nó rất là đẹp này. Đó. Khuôn bông là xí quá, không nọ không quên mất không chụp lại cho mọi người xem mặt bông cho rõ. 220 một chậu nhá, đen tô tím chớp ạ. À. Đấy hàng đang sưng mắt nụ rồi. Bác nào muốn lấy sự sưng nụ rõ thì mời các bác báo em, đây có những cái chậu thân. Có những cái chậu thân nụ nở rõ rồi này. Đó. Đây nó tím chớp. Tiếp theo là chậu đùi gà dẹt này. Đùi gà dẹt 220.000 đồng một chậu. Đấy, hàng thuần luôn rồi, thuần hơn 2 năm về các bác thì treo thôi. Sắp tới ra hoa nhá, 220 một chậu. Đùi gà dẹt. Tiếp theo là các chậu kim điệp mắt nâu hay còn gọi là kim điệp đột biến này, kim điệp mắt nâu. Đấy. Họng cây hoa bông vàng hóc họng nó màu nâu đậm ấy, nâu đậm như kiểu là gần gần với đen luôn ấy. Hoa rất là đẹp nhé, dòng này thì dòng sưu tầm. Đấy hàng đang xuống lá bị ra hoa và hoa của nó rất là dài. Cái hàng kim điệp đột biến 190.000 đồng một chậu, một chậu tầm khoảng 3 thân này. Đang xuống kết lá rồi. Đấy xuống kết lá ra hoa nhé. Giống này thời điểm trước trước Tết là 250. Bây giờ còn số lượng. Đây em bán giảm giá cho mọi người 190.000 đồng một chậu kim điệp bắt nâu nhé. Tiếp theo là giả hạc hoa hồng đỏ này. Giả hạc hoa hồng đỏ 120.000 đồng một chậu. 120. Đang xuống lá bị lên mầm của nó ở dưới rất là nhiều. Đây những chậu đang lên mầm này. Đấy, để rất là khỏe dễ chăm nhé. 120 này. Giả hạc hoa hồng đỏ 120.000. Hạc vĩ thiên cung lũ bố cũng 120.000 ạ. Cây châu bên kia nó cũng tương đương với này, hai dòng này. Tiếp theo là cái chậu kim điệp xuân này. Kim điệp xuân 170.000 đồng một chậu. Kim điệp xuân, hàng đang nụ. Đây. 170.000 đồng một chậu kim điệp xuân này. Mầm nụ hoa này. Mầm lên rất là đẹp. Đây hoa kim điệp xuân cho mọi người xem thực tế tại vườn luôn ạ. Đấy, và hoa rất là dài nhá. Đang lên nụ hết rồi. 170.000 đồng một chậu kim điệp xuân. Tiếp theo là dendro, dendro lá biên. Dendro lá biên kẻ phát tài này, dendro xuân lá biên kẻ phát tài. 190.000 đồng một chậu. Một chậu giống này thuộc tổng sưu tầm thôi mọi người ạ. Hàng lá biên thu hút tài lộc cho gia chủ này. Giống này đây cái chậu này ba mầm, đang lên mầm dưới gốc rất là khỏe, giống này cực kỳ. Đây có những lên mầm con vẫn là kẻ nha mọi người nhé. Yên tâm. Hàng hóa nhà em rất là đảm bảo ạ, 190.000 đồng một chậu. Dendro lá biên ạ. Tiếp theo là các bảng phi điệp tím Lâm Đồng này. Các bảng phi điệp tím Lâm Đồng 190.000 đồng một bảng phi điệp tím Lâm Đồng. Đấy, chậu đó đang xuống lá ra hoa nhé, đang xuống lá lên mầm hoa này. Mầm của nó dưới gốc này cho mọi người xem. Thực tế mầm lên rất là nhiều luôn ạ. 190.000 đồng một một chậu. Tiếp theo là kiều vương lộc bắc hàng Lâm Đồng nhá, kiều vương lộc bắc này.
chậu chậu nhỏ nhỏ xinh xinh rồi, nhưng với hoa của nó là rất là dài và đẹp luôn ấy ạ. Đấy, đang sưng bắt nụ này. Đây kiều, mọi người cứ bảo thân già ra hoa, đây có những thân già nó chưa ra hoa đây. Có mắt này vẫn ra hoa này. Ui chậu này nhiều nụ thật sự này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đây em đếm sơ qua là các 4 cái nụ ở trên thân già rồi nhá, chưa kể là các thân tơ nó chưa ra hoa đâu. Đó. Thì đây là các bác biết rồi ấy. Kiều Lộc Bắc mọi người hỏi rất là nhiều bởi vì cái dòng này rất là sai hoa luôn ấy. Đây. Hàng không có phun cái thuốc gì đâu, nhà em thực sự là thà em toàn để tự nhiên thôi, như cả tủ đằng nhà em có thể tự nhiên là tự cho mọi người xem. Đang nụ hoa hết rồi. 180.000 đồng một chậu, Kiều Vương Lộc Bắc hàng Lâm Đồng nhá mọi người nhá. Hàng Lâm Đồng bao giờ hàng tuyển luôn ấy. Đây kim điệp xuân đây, 170.000 đồng một chậu kim điệp xuân. Tiếp theo là các chậu mã Sơn Thủy Tiên. Sơn Thủy Tiên đây em cho mọi người xem vài mã Sơn Thủy Tiên. Đấy, Sơn Thủy Tiên nó đang lên mùa hoa rồi. Thế đây là các mắt của nó đang sưng sưng rồi đây. Mọi người nhìn này. Một thân này đang sưng 4 cái mắt hoa này. Đó, Sơn Thủy Tiên. Hàng này là hàng thần chậu rồi. Thần 2 3 năm rất là khỏe nhá, đang lên cả mầm này, có những cái chậu đang lên cả mầm nữa. Cây rất là khỏe luôn. Sơn Thủy Tiên dao động từ khoảng từ 207 đến 209 một chậu. Em ký hiệu đầu tiên là mã E13 này. E13 290.000. 290.000, thân dài mập khỏe luôn, đang lên mầm nữa này. E4 cũng 290.000. E4. Đấy, thân nó nhỏ hơn cái chậu kia, nhiều thân hơn. E4 290.000. E14 280.000. Nói chung là các chậu tương đương nhau, toàn hàng toàn thân tô đang chuẩn bị ra hoa thôi mọi người ơi. Toàn thân tô thôi nhá. E7 270.000. Đấy, thân này thân mập luôn này. Đây bác nào muốn chậu thân mập thì lấy cái thân chậu này. Bác nào muốn lấy thân mập lấy cái thân này này, chậu này. E7 270.000. E2 270.000. Đấy, thân nào thân đấy rất là mập nhé mọi người. Hàng thuần rồi. Thuần về các bác phải treo thôi. Hoặc các bác này thời điểm này các bác đi tặng thôi cũng rất là bạn bè cũng rất là hân hoan luôn bởi vì cái giống này đang chuẩn bị ra hoa ấy. E đây là E bao nhiêu đây? E1 280.000. Cái chậu em bảo là một thân của nó lên mấy mắt hoa này. Đây, các bác nhìn rõ. Quay xa xa các bác nhìn nó sưng 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 rồi đấy. Đấy. E1 280.000, đang mùa hoa rồi, mang đi về chơi thì nó quá là mê. E3 290.000. Đấy cho mọi người lên một vài mã. Đi, lên nốt. E8 280.000. E8. E8 280.000. E12 280.000. Cái thân này ủa ơi. Mập ú luôn đây. Này, cho các bác xem các đốt của nó. Quá là mê. Thân thân to thôi mọi người. E12 280.000. E5 cũng 280.000. E5 280.000 này. E11 280.000. E11 280. Cuối cùng là E này là E9 280.000. Đấy các chậu cũng tương tương xem nhau thôi. Đây kiếm giống còn rất là nhiều bên vườn đẹp nhé mọi người. Đây hàng kiếm giống nha em. Có đánh mã hết thuốc kiểu rồi cho mọi người yên tâm ạ. Tiếp theo là lan cổ tỏi. Là lan cổ tỏi 170.000 đồng một chậu. 170.000 đồng một chậu. Gốc của nó rất là khỏe nhiều này. Lan cổ tỏi hoa rất là thơm. Mà giống này là thuộc dòng hoa của lan cát ấy. Đó. Mua 3 chậu thì được bao phí ship nhé. Tiếp theo là các dòng lan cát. Tiếp theo này, đầu tiên là cát trắng kim cương hoa thơm. Cát trắng kim cương trắng họng vàng ấy mà hoa bông của nó rất là bông, rất là thơm với cả hàng bông đại ấy. Một chậu này em bán là 200.000 đồng một chậu này. 200.000 đồng một chậu. Thời điểm này các bác mua quá là rẻ so với cái thời điểm dịch của đầu năm trước luôn. Đầu năm trước là 230.000 đấy còn cháy hàng luôn. Đấy. Cát trắng kim cương hoa thơm 200.000 đồng một chậu này. Tiếp theo là cát vàng cam này, cát vàng cam 180.000 đồng một chậu. Bụi rất là to luôn, mê. Vậy là bụi đấy là bụi to, hàng có lựa cho các bác, em sẽ lựa bụi to khỏe cho mọi người trước này. Đây, đang lên mầm để vườn thôi là lên mầm của nó là rõ ràng đây. 180.000 đồng một chậu, ui, các bác nhận hàng này về phải là các bác mê mẩn luôn ấy ạ. Tiếp theo là cát hồng phấn 130.000 đồng một chậu, cát hồng phấn.
bụi xe nhỏ hơn. Ừ, nó mắc vào đây hơi đó. 130.000 này. Cát ca mắt mèo cũng 130.000 này. Cát ca mắt mèo 130.000. Cát này là cát tím thơm. Cát tím thơm 140.000, cát tím thơm này. 140.000. Bản lá tròn, cây mập mạp này. Cát đỏ mắt mèo 130.000 đồng một chậu. Cát đỏ mèo. Riêng dòng cát nhà em thì các bác mua từ có cát ngũ sắc nữa, cát ngũ sắc cũng 130.000. Cây nó cũng tương đương như cái hàng cát ca mắt mèo ấy, thân nó tương đương nhau. Cát nhà em thì các bác mua cứ 3 chậu trở lên bất kỳ, cứ 3 chậu sẽ được bao phí ship. Đó, và những chương trình bao phí ship đã rẻ rồi còn được bao phí ship những mặt hàng. Vâng ạ, tiếp theo là thiên nga Mexico này. Thiên nga Mexico 150.000 đồng một chậu, 150.000. Đai châu hồng cánh sen ạ, đai châu hồng cánh sen 450.000 đồng một chậu. Bản lá mít to đẹp, còn có 3-4 cây thôi. Bản lá rất là to nhé, cho mọi người xem. Thiên nga hoàng nhạn 4N, hoàng nhạn 4N. Hoàng nhạn mít 4N 550.000 đồng một chậu, hoàng nhạn mít 4N nhá. Hoa nó siêu thơm. Đây chiều dài cặp lá về là 1 2 3 4 5 6. Gần 10 cặp lá, 8 9 cặp lá đây. Đó. Hàng lá gốc của nó ăn nắng nhiều. 550.000 đồng một chậu thiên hoàng nhạn 4N nhá. Còn đây là hồ điệp này, hồ điệp nhà em đang bán giảm giá là 80.000 đồng một cây. Vẫn còn cây, vẫn còn nụ cho mọi người chơi nhé. Nói chung là cây nào được cây cây nào có nụ to đấy, ví dụ giống này vàng công chúa các bác được chơi hoa, tất cả đỏ ớt sẽ được các bác chơi hoa trọn vẹn này. 80.000 đồng một cây. Ở thời điểm Tết thì các bác mua hoa thì tầm khoảng 160. Đây ạ, hồ điệp thì nhà em có màu hồng đỏ ớt này, màu hồng kẻ đỏ ớt này. 180.000 đồng một cây, mua 2 cây trở lên được bao phí ship. Đấy, dòng này thì nó là quá là mê luôn đấy ạ. Thế nên các bác miền Nam cứ yên tâm là mua, không có vấn đề gì, dòng này thì rất là dễ chăm rồi. Đấy, ai cũng trồng được, phù hợp khí hậu của mọi miền luôn đấy ạ. Hoa máy đỏ cánh kép thôi, cho mọi người xem rõ ràng mặt bông luôn. Đấy, hoa rất là đẹp nhá. 180.000 đồng một cây, mua 2 cây 30 ship. Tiền ngờ cước nó cũng khá là nặng nhá. Tiếp theo là hoa tử đằng này. Hoa tử đằng 230.000 đồng một cuộn. Nhỏ còn cuộn to như vậy sẽ là 290.000 này. Ví dụ như hôm nay khách này, hàng của khách đang định gửi đi nhưng mà chỗ họ là đang khoảng tắt tuyến phải mấy hôm nữa. Nói chung là thời điểm này, thời điểm dịch, cho nên mọi người thông cảm là hàng hóa sẽ đi chậm hơn bình thường một xíu. Và có những bác là thực sự là có những bác rất là muốn mua hàng nhưng mà thực sự là không thể gửi hàng được. Còn những bác thì các bác có một số bác là không hay là đặt hàng chơi đến nơi thì tìm gọi điện thì không nghe máy, rất là tiếc đấy ạ. Đấy thì các bác thời điểm này các bác mua cũng ủng hộ mọi người nhé, đừng chơi như vậy. Đấy, hoa tử đằng, hoa rất là đẹp nhé, phải chùm hoa dài. Hàng nhà em hàng để vườn thôi mà không có tưới tắm phân thuốc gì cả, chỉ có tưới nước thôi mà nó ngồng lên như vậy. Thì các bác biết về cái độ khỏe của cây hoa tử đằng như vậy rồi ấy. Hàng cuộn này là 290.000 này, hàng cuộn to. Về các bác thì việc tháo rỡ ra và vắt lên dàn tưới nước hoặc là tưới nước hàng ngày, và thỉnh thoảng mình tưới có B1 hoặc là B1 rồi là Atonic ấy, thì quá là mê luôn ấy ạ. 230.000 đồng một cuộn nhỏ, còn cuộn to sẽ là 290.000 nhá. Hàng cuộn nhỏ thì vòng ít hơn. Đây, cuộn nhỏ ví dụ như vòng này, cây này sẽ bán tại nhà thôi, hoặc là cây này em trồng. Leo quá là nhiều luôn rồi. Cuộn 230 ít vòng hơn trong đây này. Đấy, có ít vòng hơn. Đó là lấy cuộn nào cũng được nhá, hàng đều khỏe như nhau hết ạ. 230.000 một cuộn nhỏ và 290.000 hàng cuộn to chọn, to đùng ạ. Tiếp theo là vũ nữ này, vũ nữ hòn xanh 150.000 đồng một bụi. Một bụi khá là nhiều to. Mua 3 bụi trở lên thì bao phí ship này. Còn đây là mai đỏ lục bình này, mai đỏ lục bình, hàng lục bình thì nó sẽ ít hơn và giá thành nó sẽ cao hơn mai đỏ kia. Mai đỏ kia thì gốc sẽ to hơn, đây cho mọi người xem so sánh. Có 2 cây ở đây tiện quá, có 2 cây ở đây sẽ so sánh cho mọi người xem. Đây là hàng mai đỏ cây bonsai. Cây bonsai bình thường, có đây hàng mai đỏ lục bình nhớ, thân nó sẽ nhỏ hơn để dễ uốn. Thứ hai là cái nhà vườn họ uốn này rất là đẹp này.
ba hàng lục bình này em bán là 350.000 đồng một chậu, 350.000 đồng một chậu, còn có 4 cây. Đây còn sót lại hoa này, 4 cây lục bình, 4 cây lục bình, 2 cây to nó có khách lấy rồi. Hoa mộc hương, mộc hương ta nhá, mộc hương ta 220.000 đồng một cây này, mộc hương ta, một cây nó cây quá là cao luôn cho mọi người xem này. Hàng này thời điểm Tết là không có mà bán, mà cây giá thành thời điểm Tết là cây nó cao tầm khoảng này thôi này, bằng chắc là cao bằng 2/3 này, đó là 180.000 mà không có hàng để bán. Thực sự là cây này toàn thị trường toàn bán là hơn 300 thôi. Đấy, giá 220 là giá em bán quá là ưu đãi luôn đấy ạ. Đây hoa mai đỏ đây, mai nở hoa đỏ rực rỡ luôn. Hàng này các bác yên tâm về cái độ hoa sai hoa. Còn có mộc lan này, mộc lan thì em bán tại nhà thôi, tại nhà hoặc là gửi xe thôi ạ. Hoa mộc lan đang nụ, hoa chi chít cho mọi người này. Đây, một nhánh này rất là nhiều hoa, đang cả chồi cả hoa, quá là mê luôn đấy ạ. Đó, mộc lan toàn cây to thôi, này em chỉ bán tại nhà hoặc là gửi xe thôi nhé. Bởi vì cây to đóng gói không thể đóng gói được, không biết đóng gói như nào cho nó hợp lý. Đấy, cổ gốc của nó, gốc của nó, cây cổ thụ rất là to. Về các bác sang chậu, sang vườn. Mộc lan to dao động từ khoảng 500 rưỡi đến tầm khoảng 650 một cây. Nói chung là tùy cây, mộc lan to em chỉ còn có 3-4 cây, 4-5 cây thôi. Đây hoa mộc lan còn sót, hoa đang nở đây. Còn sót hoa đang nở, hoa của nó bông rất là to, hoa thơm luôn đấy ạ. Bông to nhá, to đại hoa thơm. Dendro nắng nhà em, các bác xem video buổi sáng nhé, hoặc là xem video có một video riêng về dendro nắng. Mua 10 cây thì được bao phí ship, và dendro hôm nay sẽ giảm 10.000 đồng một cây. Ví dụ như thỏ hồng, ví dụ như thỏ hồng là 70.000 đồng một cây, giờ các bác mua chỉ có 60.000 đồng một cây và được bao phí ship khi mua 10 chậu. Đấy, dendro nắng nhá, đấy quá là ưu đãi luôn cho mọi người ạ. Và trên đây là cái toàn bộ mặt hàng hôm nay nhà em có. Và ngoài ra thì nhà em còn có trầm rồng đỏ đây, trầm cổ đây, 5 cánh trắng ngọng hồng, đen rô xuân, rồi rất là nhiều mặt hàng. Nhưng nhiều khi là em không thể lên hết được video ấy, thì mọi người có thể xem tham khảo một số video trước. Thì em cũng có, mỗi buổi em sẽ quay các mặt hàng nó khác nhau. Đó, và trên đây là toàn bộ mặt hàng hôm nay nhà em có. Các bác đặt hàng thì vui lòng gọi điện hoặc là nhắn tin, hoặc là nhắn tin qua Zalo, số điện thoại là 0393998895 và số điện thoại là 0966121377 ạ. Đấy, nhà rất là dễ tìm nhé. Và sau đây em xin kết thúc clip tại đây và nhận đơn hàng các bác. Chúc các bác một buổi trưa vui vẻ. Em xin chào toàn thể cả nhà ạ.